Ngọc Lan rạng rỡ đi thử váy cưới với Thanh Bình. Dù mới sinh em bé được hơn 3 tháng, nhưng Ngọc Lan khiến ai nấy đều phải bất ngờ trước vóc dáng vô cùng thon gọn và quyến rũ. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan bất ngờ đăng ảnh một số hình ảnh trong trang phục cô dâu. Chỉ là thử đồ thôi nha, đừng ai hỏi gì hết nha, nữ diễn viên viết. Đi cùng cô là ông xã Thanh Bình, nếu như Ngọc Lan vô cùng lộng lẫy thì Thanh Bình lại rất nhắn nhít. Thậm chí, anh còn nằm hẳn xuống sàn nhà để chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp của vợ. Trước đó vào tháng 7 năm 2016, Ngọc Lan và Thanh Bình tổ chức đám hỏi sau một năm hẹn hò. Khi đó, nữ diễn viên kiều nữ và đại gia đã mang thai con trai đầu lòng. Những hình ảnh xinh đẹp của Ngọc Lan trong trang phục cô dâu, không ít người hâm mộ cho rằng cặp đôi sắp tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!